Đỗ Hữu Hiền xin kính chào bạn Huy ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thì lúc này đang là chiều ngày 6 tháng 9 năm 2021, là ngày đầu tiên thực hiện cái giãn cách theo chỉ thị số 15 đối với vùng xanh. Như là ở Phú Xuyên và Nam Từ Liêm là đều ở vùng coi như vùng xanh. Thế thì thưa bạn, là bạn có hỏi về cái bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai loại nhỏ kích thước là 36 x 106 thì hiện nay đang bày tại tầng 1 khu C, thì là 5 bộ nhé. Để đếm có qua này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tấm này. 13 tấm ở bên này nữa. Bên này tôi vừa đếm là 7 tấm này. 13 này. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Như vậy là riêng bày ở tầng 1 khu C là 5 bộ. Chưa kể ở bên khu B nữa. Mà bạn chỉ định lấy một bộ, nhưng mà để cẩn thận chúng tôi sẽ, nếu mà tiện vận chuyển tôi sẽ chuyển hai bộ đến để cho bạn chọn. Đấy, đấy là việc nhất. Việc thứ hai là bây giờ tôi sẽ đi lên trên gác để quay tiếp tranh Vinh Quy Bái Tổ kích thước 97 x 1m97, loại 22 triệu cho bạn. Và cái giá này là giá là tại xưởng, chưa bao gồm tiền vận chuyển lắp đặt nhé. Xin quý vị liên lạc Đức Hiền theo số điện thoại 0984 666 999 hoặc Zalo là 0967 666 111. Các bác nhắn qua Zalo là tiện nhất để tôi có thể gửi hình ảnh hoặc clip căn cứ theo cái Zalo đấy luôn. Đấy, tại vì chúng ta gọi gọi mà không có hình ảnh hay là clip thì nó cũng vô nghĩa, không nói chuyện với nhau được. Cho nên mình liên lạc qua Zalo hoặc là qua Messenger là văn minh nhất. Đấy, thì clip này sẽ tạm dừng đây, và clip tiếp theo sẽ là tranh Vinh Quy Bái Tổ 97 m 97. Đỗ Hữu Hiền chân thành cảm ơn bạn Huy ở Nam Từ Liêm, trong cái lúc dịch dã như thế này nhưng mà bạn cũng rất là yêu mến Đỗ Hữu Hiền. Bạn nói là bạn đã theo dõi nhiều năm nay rồi, và lúc này đây thì bạn cũng muốn định đợi là nó hết giãn cách thì bạn đến, nhưng mà nó lâu quá cho nên là bạn quyết định là sẽ qua hình ảnh clip, và có thể bạn sẽ chuyển tiền và đây sẽ tìm cách để xem cái phương thức vận chuyển như nào hợp lý nhất để lại chuyển cho bạn. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Tôi đang đứng tại tầng 1 khu C của Đỗ Hữu Hiền. Nơi đây là bày mấy trăm tấm tranh khảm luôn. Riêng vì tranh khảm của Đỗ Hữu Hiền thì khẳng định là có lẽ là một trong những đơn vị nhiều hàng nhất. Tại vì hiện nay đang có sẵn 300 tấm tranh đang bày tại hai khu B và C. Nó mắc là tình hình dịch bệnh cả nước là lan tràn và cái giãn cách, cho nên là cửa hàng đã phải đóng cửa là hơn một tháng nay. Đấy, không nhớ là lúc nào nữa nhưng đóng từ lâu rồi. Để nhà nước yêu cầu như nào là chúng tôi thực hiện nghiêm chỉnh luôn. Bản thân gia đình Đỗ Hữu Hiền là có hai nhân viên y tế cũng thường xuyên làm công tác chống dịch, phòng chống dịch, cho nên là chúng tôi rất hiểu biết cái chuyện này và hết sức là thực hiện hết sức là nghiêm túc. Đến khi nào kể cả hết giãn cách chẳng nữa, nhưng mà riêng cái việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay và không bắt tay khách hàng là cái đấy chúng tôi là đã thực hiện nghiêm hàng năm nay rồi. Xin tạm biệt quý vị.